Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một căn nhà lầu đang kêu bán với giá là 1 tỷ rưỡi. Em sẽ quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì cái căn nhà của mình á, là cái căn nhà này nè cô chú anh chị. Thì đây là cái con đường công cộng tầm khoảng 3m rưỡi, 4m, xe ô tô 16 chỗ là cô chú anh chị có thể đi được nha. Thì nếu mà cô chú anh chị đi theo cái trục đường này, mình đi tầm khoảng 200m thôi là cô chú anh chị sẽ đụng đường huyện lộ 93. Rẽ trái là cô chú anh chị sẽ đi về quốc lộ 1A, rẽ phải là mình sẽ đi thông về đường Trần Văn Hiển nha. Đường xe ô tô là có thể vô được tới nhà của mình nha cô chú anh chị. Khu vực ở đây cũng là khu vực đông dân cư luôn, điện nước wifi là có đầy đủ hết. Thì để em sẽ dẫn cô chú anh chị đi vô xem nhà của mình nha. Căn nhà của mình thì có diện tích là bề ngang 4m, chiều sâu vô là 15m. Trong đó là nhà có sổ hồng, thổ cư và chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Chủ kêu giá là 1 tỷ rưỡi nha. Giá cả là sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Thì căn nhà này của mình được xây dựng là một trệt một lầu nha cô chú anh chị. Đây là cái căn nhà mà em muốn quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình nè. Thì nhà của mình á, có diện tích bề ngang 4m là mình sẽ tính từ vị trí cái bức tường này, cây trụ này. Mình đo qua tới hết cây trụ bên đây là bề ngang 4m. Chiều sâu vô hết căn nhà của mình là 15m nha cô chú anh chị. Rồi, em dẫn cô chú anh chị vô trong ha. Ở ngoài thì chủ có xây sẵn một cái cửa rào rồi. Cửa này sử dụng là cửa sắt nha. Trụ cổng thì đã có dán gạch luôn. Rồi, đây là sử dụng cửa sắt ha. Cái khoảng không gian này giống như là cái chỗ để mà mình có thể đậu xe nè. Chủ đã làm sẵn một cái mái che tiền chế ở trên luôn rồi. Đó, cô chú anh chị nhìn nè. Xung quanh đây thì dân cư rất là đông luôn. Điện nước wifi đầy đủ. Hình như ở ngoài đây là chuẩn bị xây nhà nữa nè ha. Rồi, thì ở ngoài là có một cái cửa sắt ở ngoài rồi. Vô trong là sẽ có một cái cửa kính nữa này nha. Rồi, tới cái không gian phòng khách của mình. Phòng khách thì cũng khá là rộng rãi luôn. Đây cô chú anh chị nhìn nè. Gạch ốp tường thì tầm khoảng 1m rưỡi ha. Trần thì sử dụng trần thạch cao nha. Rồi, đây là cái khoảng không gian bếp nấu ăn của mình. Có sẵn tủ để chén dĩa luôn. Đó. Để chén dĩa hoặc là những cái vật dụng mà mình chưa sử dụng tới thì mình có thể để đây. Rồi ở dưới đây cũng có luôn nè. Đó, rồi ở đây thì để bếp ga. Bên đây là có bồn rửa, có kệ để chén luôn ha. Ở dưới tầng trệt này của mình thì có một phòng ngủ nha cô chú anh chị. Thì cái đèn ở trong phòng ngủ này hình như là nó bị hư rồi, nó hết cháy rồi. Đây, phòng ngủ này thì có đóng la phong nè. Gạch ốp tường cũng tầm khoảng 1m rưỡi luôn. Sàn thì cũng đã lót gạch luôn rồi ha. Có một cái căn nhà vệ sinh ở dưới đây luôn. Nhà vệ sinh thì gạch được ốp cao lên tới trần luôn nha cô chú anh chị. Đó là nhà vệ sinh ha. Rồi mình sẽ đi lên trên lầu nha. Ở đây cô chú anh chị có thể để một bộ ghế sofa nè. Rồi bên đây thì mình có thể để một cái tủ. Rồi mình có thể để một cái tivi để mình có thể ngồi xem tivi ha. Đó, ở ngoài kia là người ta chuẩn bị xây nhà nữa ha. Đây là cầu thang đi lên trên lầu của mình. Cái này là chắc sử dụng bằng inox nè. Trên đây thì mình sẽ có chỗ làm phòng thờ nè. Rồi mình có chỗ làm phòng ngủ luôn. Trên đây thì được hai phòng ngủ nha. Đây là cái phòng ngủ thứ nhất của mình nè. Đó, có đóng la phong nè. Rồi gạch ốp tường. Rồi có sẵn cửa sổ luôn. Có thể nhìn thông ra phía ngoài luôn ha. Đó, đây là ban công nè. Xung quanh đây là khu vực đông dân cư luôn nha. Cái khoảng trống này nè, cô chú anh chị có thể
để bộ ghế sofa, hoặc là mình có thể làm cái không gian phòng thờ ở đây cũng được nha cô chú anh chị. Thì đây cũng được sử dụng trần thạch cao luôn nha. Rồi mình sẽ đi qua bên cái phòng ngủ thứ hai ở trên lầu của mình ha. Phòng ngủ này thì cũng có đóng la phong luôn đó, rồi gạch ốp tường chắc tầm khoảng 1m2 á. Rồi lót gạch sàn luôn nè. Cửa thì giả gỗ hả? Cửa này là giả gỗ nha cô chú anh chị. Đây thì là nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh thì cũng là trần la phong luôn. Rồi cũng có ốp gạch tới trần luôn nè ha. Đây thì giống như gọi là cái giếng trời á cô chú anh chị. Ở trên bị che rồi. Đó, mình có thể nhìn xuống cái không gian ở dưới của mình nè. Rồi thì em xin nhắc lại ha, nhà của mình ở đây là thuộc về xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhà là nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng, xe ô tô có thể vô được tới nhà. Diện tích là bề ngang 4m, chiều sâu vô là 15m. Nhà là có sổ hồng thổ cư và chủ quyền nhà đầy đủ luôn, một trệt một lầu. Chủ kêu giá là 1,5 tỷ, giá cả thương lượng trực tiếp với chủ luôn nha. Rồi thì nhà của mình sẽ được nằm ở hướng nam nha cô chú anh chị. Từ vị trí nhà của mình ở đây mà cô chú anh chị đi ra tới ngoài đầu đường quốc lộ 1A, trung bình là chỉ có 1 cây số thôi là cô chú anh chị sẽ ra tới ngoài đầu quốc lộ 1A rồi nè ha, rất là gần luôn. Đây là trường trung học cơ sở Trung An luôn nè. Từ vị trí nhà của mình ở đây mà cô chú anh chị mà muốn đi chợ thì mình sẽ đi chợ của xã Trung An nha. Thì từ đây mà mình đi tới chợ Trung An là khoảng 1,8 cây số, trung bình cô chú anh chị mình đi chỉ có 4 phút thôi là mình sẽ tới chợ Trung An ha. Thì xung quanh chợ Trung An là sẽ có trường học, có ủy ban, có trạm y tế đầy đủ luôn. Đây, chợ Trung An nè, rồi bưu điện nè ha. Rồi ở đây có trạm y tế nè, có trường mẫu giáo nè, có trường tiểu học Trung An luôn. Rồi có những cái tiệm tạp hóa nè, quán cà phê, quán ăn, rồi những cái khu công ty, cây xăng là có đầy đủ trên cái trục đường này luôn. Đây cũng được gọi là đường tỉnh lộ 870B nè ha. Đó, rồi dài cô chú anh chị đi theo cái hướng này nè. Đó, rất là nhiều luôn, rất là đông dân cư và công ty rất là nhiều luôn. Thì trung bình mình đi chỉ khoảng từ 5 phút thôi là mình sẽ tới chợ, trường học, ủy ban của xã Trung An nha. Còn từ vị trí nhà mình mà cô chú anh chị đi qua tới cụm khu công nghiệp Trung An á, trung bình mình đi là khoảng 4,7 cây số, cô chú anh chị đi khoảng 10 phút là mình sẽ tới cụm khu công nghiệp Trung An nha. Còn từ đây mà mình đi vô trong trung tâm của thành phố Mỹ Tho, ngay chỗ cái đoạn mà khu Vincom của Mỹ Tho á, thì trung bình cô chú anh chị mình đi cũng chỉ có 5,9 cây số thôi. Mình đi khoảng 13 phút là cô chú anh chị sẽ tới cụm khu công mình sẽ tới khu Vincom của Mỹ Tho nha. Còn từ ở đây mà cô chú anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình là 61 cây số, cô chú anh chị đi 1 giờ 25 phút là về bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Thì nếu mà cô chú anh chị nào có quan tâm căn nhà này thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất quyền Trang Thái để tụi em dẫn cô chú anh chị đi xem nhà rồi gặp chủ thương lượng về giá cả luôn nha. Nhà là được xây dựng một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ nè, có 2 nhà vệ sinh, rồi nhà khách, nhà bếp là có đầy đủ luôn. Giá là 1,5 tỷ ha, giá cả thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video này của em nha.